Vâng, Hữu Thiện xin kính chào cả nhà mình ạ. Đây, hôm nay thì Hữu Thiện cùng với gia đình của Hữu Thiện đến suối nước nóng Bình Châu ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nơi đây thì có cái suối nước nóng là vô cùng đẹp luôn. Và Hữu Thiện thì về đến Vũng Tàu rồi, cũng như dọc theo một cái hành trình từ Ninh Thuận, Đà Lạt, rồi Phan Thiết, rồi hôm nay thì xuôi về miền Đông là ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì có cái suối nước nóng Bình Châu rất là đẹp luôn, cho nên nó là hôm nay Hữu Thiện sẽ đưa cả nhà mình đó là đi tham quan suối nước nóng Bình Châu nha, vừa tắm suối vừa tắm bùn rồi, hứa hẹn đó là một cái khu nghỉ dưỡng thật là đẹp luôn. Hữu Thiện thì hôm nay đó là chuyên về nghỉ dưỡng, giới thiệu những cái gì mà hay ho nhất để cho cả nhà mình đó là về đây nghỉ dưỡng nha. Rồi bây giờ thì Hữu Thiện sẽ xin mời cả nhà đi vào tham quan suối nước nóng Bình Châu, hứa hẹn là những điều hay ho và hấp dẫn. Cả nhà mình hãy đón xem và chờ đợi nha, đừng rời mắt khỏi màn hình. Đó là mình sẽ có một cái trải nghiệm ở tại suối nước nóng Bình Châu nha. Cái mà vào cổng để mình tham quan khu công viên rừng, khu luộc trứng và ngâm chân tại suối nước nóng thì giá vé người lớn là 200.000, trẻ em là 160.000. Rồi mà mình muốn nghỉ dưỡng, dịch vụ trọn gói, mình nghỉ dưỡng, mình nghỉ lại nơi này thì giá tầm khoảng là 1.700.000 đến 2.000.000 một người. Mình bao gồm là các dịch vụ lưu trú tại đây. Bây giờ mình sẽ mua vé vào cổng tại đây. Cho lấy 5 vé vào cổng. Đây. Hả? Chưa ai đưa. À. Cái vé này bao gồm tham quan công viên rừng, khu lục trứng hoặc ngâm chân anh hả? Là bao gồm là mình tham quan công viên, khu lục trứng, ngâm chân là vé là 200.000 một người. Rồi. Cho anh 5 vé. À, hôm nay mình được discount 1 vé hả? Giảm 20%. 20 cộng 200.000. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Đó, hôm nay thì mình đi là cái group mình thì 5 người nhưng mà mình được giảm 20%, coi như là 5 vé là 1.000.000 mà mình được giảm còn 800.000 thôi. Đây. Cảm ơn. Đây, cái nhà thấy ở bên trái nè, có những ô thì đó là khu vực đó là nhà hàng và khu vực những cái khu vực nghỉ ngơi. Mình đi đến suối nước nóng thì mình có cái kế hoạch thường thường đi với gia đình rồi, mình muốn là nghỉ lại khu resort này. Còn đối với Hữu Thiện thì đi đến đây chơi tham quan xong rồi đi về, cho nên đó là mình chỉ mua vé là 200.000 để mình vào mình tham quan cái khu vực suối nước nóng này. Tại vì Hữu Thiện cũng chưa từng đến đây, mình muốn vào tham quan xong rồi đi về thôi. Còn gia đình nào mà muốn nghỉ dưỡng tại cái những cái resort này nè, họ bố trí ở bên trái cả nhà mình nè, thì mình có thể là mình chọn gói là từ 1.000.000 đến 2.000.000 để mình nghỉ ngơi tại khu resort này, để tận hưởng tắm suối nước nóng, tắm bùn, tắm khoáng, ăn trưa, ăn tối và nghỉ ngơi tại khu resort này. Rồi thì Hữu Thiện cũng tư vấn để cho cả nhà mình có sự lựa chọn nha. Đó. Cái vé VIP luôn á là 1.780.000, thì bao gồm á là ăn uống, rượu bia, nước ngọt, suối, nước suối, cà phê, ăn nhẹ, tắm onsen. Cái tắm onsen kiểu Nhật này hay lắm, mình vô đó tắm thì không có nam theo nam mà không có mặc đồ gì hết, tại Hữu Thiện đã từng tới Nhật tắm cái onsen này rồi.
cũng tắm onsen kiểu Nhật rất là hay. Ngâm suối khoáng, vật lý trị liệu và massage, nghỉ dưỡng, nghỉ một đêm tại khu resort này. Nói chung là rất là nhiều cái sự lựa chọn cho mình. Với giá là 1,7 triệu thôi, mình sẽ nghỉ tại đây. Có rất là nhiều OO. Cái khu vực này khu vực summer nè. Ví dụ mình đặt phòng rồi thì họ sẽ cho mình một cái số thứ tự từ 165 tới 174. Đây là khu vực mùa hè. Thì mình sẽ ở trong những cái nhà và resort ở đó. Thoải mái luôn. Tới đây thì mình xem trứng chín ngược và trứng ủ bùn. Thử chưa? Mình tới đây mình thử. Họ có để mấy cái trứng nè. Ở đây có cái nhiệt độ nóng là 82 độ. Đây. Ở đây nhiệt độ nóng là 82 độ nha cả nhà. Vô đây là chín luôn á. Dám luộc mình chín luôn á. Luộc trứng chín luôn á. Ai có trứng vô đây luộc nha. Em có trứng không? Không. Trứng đây. Đây, hôm nay thì đi với một đứa em đến từ Biên Hòa ở Hồ Nai. Em ấy làm gì? Hả? Em làm mộc. Em làm mộc. Em ấy làm mộc rất là giỏi luôn. Hôm nay dắt em ấy đi luộc trứng. Em có trứng luộc không? Hả? Không. Không có trứng hả? Không. Giờ em có chắc tin người em không có trứng không? Có chứ. Có hả? Không luộc được. Không luộc được không? Vâng, thì đùa với cả nhà vậy thôi. Anh em mình cũng chơi vui ha. Mình vào trong đây trải nghiệm ngâm chân cả nhà. Ngâm chân. Relax và ngâm chân. Rất là thoải mái luôn. Kiếm chỗ nào nó mát ngon. Đây là khu vực ngâm chân và bấm nguyệt với nhiệt độ là 37 độ C. Ấn nguyệt bàn chân. Bạn có biết các nguyệt đạo quan trọng của cơ thể đều nằm dưới lòng bàn chân? Hãy để những viên sỏi nhỏ giúp bạn kích thích từng nguyệt đạo của mình, cảm giác thật sự sảng khoái. Đây. Thì bàn chân mình thì sẽ có rất là nhiều nguyệt. Mình có thể ngâm suối nước nóng và tận hưởng cái cảm giác này. Ngồi đây mình ngâm. Vừa ở đây mình ngâm rồi mình nghe nhạc, relax, cảm giác rất là thoải mái luôn. Đây mình ngồi ở đây thì rất là cảm giác rất là thư giãn và thoải mái. Ngồi ngâm chân. Họ làm dọc theo cái chỗ này thì có cái hồ nước. Và du khách mình đến đây là cái điểm đầu tiên. Mình ngồi ở đây mình ngâm chân. Cái nhiệt độ thì nó cũng nóng vừa thôi. Coi như là mình vừa ngâm vừa massage. Ở bên dưới thì có những cái viên sỏi nè. Đó, mình vừa ngâm mình vừa chà. Hoặc là mình có thể đi một cái vòng ở trong đây. Thì kích cỡ những cái viên sỏi là vừa lớn vừa nhỏ. Để nó tạo thêm một cái cảm giác là gọi là massage lòng bàn chân. Tại vì là ở dưới lòng bàn chân thì có rất là nhiều nguyệt. Thì tác dụng của những cái viên đá này như thế nào thì nó sẽ là giúp cho massage cái lòng bàn chân mình, máu huyết lưu thông rất là tốt. Đây. Và phía bên này thì cả nhà mình thấy là có một cái loại cỏ. Hữu Thiện thì có nghe qua những người ta nói là công dụng của cỏ này thì rất là tốt. Coi như mình đâm nó xong rồi mình trị sâu răng rất là tốt. Coi như là có một cái bài thuốc ở trong này. Và mình nhìn thấy là xung quanh khu vực này thì chỉ có là cây tràm sinh sống. Tại vì là cái cây tràm này là có sức sống rất là tốt. Nó sống ở những cái vùng ngập mặn. Và đặc biệt cái khu vực này thì suối nước nóng. Nãy giờ Thiếu Thiện cũng đi một vòng thì thấy là hai bên cái suối nước nóng thì có những cái cây tràm. Nước nó nóng, nó sôi sùn sụt, không có cây gì sống được hết trơn. Là chỉ có cây tràm nó sống được thôi. Thì mình thấy cái sức chịu đựng của cây này rất là tốt. Cây tràm này có rất là nhiều công dụng luôn. Cái vỏ nó thì người ta có thể lấy vỏ nó làm sách vở đâu. Còn cái thân của nó thì làm cái dàn móng rất là tốt. Ngày xưa thì họ đóng cừ, đóng móng thì bằng cái loại cây tràm này thôi. Bây giờ là cừ bê tông hết rồi. Nhưng mà cái này đóng cừ rất là tốt. Gỗ của nó đóng cừ rất là tốt. Khu vực này thì mình chỉ thấy là cây tràm nó sinh sống thôi. Đây Hữu Thiện đi ở dưới cái hồ này. Những cái viên đá là lòi lõm chõm. Từ đá to, đá bự. Mình đi thì cảm giác nó đau chân nhưng mà mình chịu khó mình dẫm lên những cái hòn đá này. Nó kích thích những cái nguyệt đạo. Mình cảm giác là nó lên tới dây thần kinh mình luôn. Đó, mình đi thì cho nó massage lòng bàn chân mình. Rất là tốt. Cả nhà nên trải nghiệm cái ngâm massage chân. Rất là tốt luôn.
Thời tiết ngày bữa nay thì cũng khá nóng, mà mình đi vào suối nước nóng nữa, trải nghiệm cũng khá là thú vị đó. Vừa đi vừa massage, bên đây có những cái cây bông cây hoa rồi, cảm giác rất là đẹp. Hôm nay Hữu Thiện đi vào ngày đầu tuần cho nên nó là khách không có đông cho lắm, nhưng mà cái trải nghiệm mình đi về thì mình thấy thoải mái hơn, mình relax. Coi như là nguyên khu này là chỉ có mình thôi. Ở đây thì có menu các món ăn: quán 82 độ, trứng ủ bùng khoáng, nước ngọt, bia, mía lau hạt chia, nước ép trái cây, kem cây các loại, cơm chiên, mì xào. Đây thì khu vực nhà hàng. Mình ăn uống thì tại khu vực này, nhà hàng ở bên kia thì mình có thể gọi món. Thằng Tân, cái này gặp mình rồi, cho đi cái này. Đây là khu vực luộc trứng này cả nhà. Mình bỏ trứng vào trong đó mình luộc. Vì nó nóng, nhiệt độ nó tới tám mấy độ luôn. Nước nó sôi, nó bốc khói luôn. Sôi rồi ụt luôn. Họ thiết kế những cái trứng như thế này. Rồi bên trong thì có cái khung sắt. Rồi mình máng cái trứng lên đây để mình luộc. Nước nó nóng, nó sôi ụt luôn. Tám mấy độ, 82 độ C. Mình thấy nóng mà nó bốc khói luôn. Đây cả nhà, khói lên sụt luôn. Wow. Trời, hơi khói đó, bốc lên luôn. Rất là nóng luôn á. Mình đứng ở đây mà mình cảm giác là cái hơi mà nó bốc lên xong lên mặt mình rất là nóng luôn. Mà nhiệt độ ngoài trời thì cũng rất là nóng nữa. Mà mình nhìn vào nước nó sôi ụt luôn. Trải nghiệm cái nóng 82 độ C. Ba trứng đây cả nhà. Đó, xong rồi thì mình thả xuống. Mình để trứng ở đây mình luộc. Ở bên kia giỏ nữa. Đây thì với cái nhiệt độ nước ở đây là 73 độ C thì mình luộc tầm khoảng là 22 phút thì trứng sẽ chín. Một cái trải nghiệm thú vị đúng không cả nhà? Nước nó sôi sùng sục luôn. Nhiệt độ ở đây thì tầm 73 độ C. Đây. Đây cả nhà. Vô đây cưng, em ở đâu xuống? Dạ em ở từ Bình Thuận là gì anh? Bình Thuận là em đi từ lúc sáng phải không? Em mới vô đây à? Mới vô đây, mới vô đây là luộc trứng ăn luôn phải không? Dạ. Đó. Cho nên đó là mình làm một cái trải nghiệm. Em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Hồng Duyên nha. Nguyễn Hồng Hiên phải không? À, Nguyễn Hồng Duyên anh. Nguyễn Hồng Duyên. Dạ. Đây. Đó. Em có trải nghiệm luộc trứng nè. Chín chưa? Nãy giờ em luộc bao nhiêu phút rồi? Em không biết luôn. Không biết hả? Ở đây nó kêu luộc 22 phút. Chắc đây có 10 phút rồi nè. 10 phút hả? Ở đây em luộc là 4 trứng. Đó. Và trong đây là phải mua trứng luộc nha. Nếu mà không có trứng là phải lấy trứng cho mình luộc á. Là lấy trứng giá hả? Dạ. Cũng phải mua trứng luộc, nhưng mà không có trứng là mình phải lấy trứng mình luộc á. Dạ. Là chín tới luôn á. Đây mình bỏ xuống đây. Hỏi em nãy giờ mấy phút thì em cũng không nhớ nữa, thì cứ tầm khoảng nửa tiếng cả nhà. Đó, mình thưởng thức trứng luộc. Rất là thú vị, mình nhìn nước ở dưới là nó sôi sùng sụt luôn. Này người còn chín nó huống gì trứng. Rồi chờ chút xíu là sẽ có trứng ăn thôi. Rồi thì chúc em một có một trải nghiệm thú vị ở tại suối nóng Bình Châu nha. Dạ cảm ơn anh trai nhé. Rồi. Nước nó nóng nó sôi sùng sụt luôn nè. Đó, mình dở trứng, mình thăm trứng lên coi chín chưa.
chứ. Mày phải dậy dậy vậy hả? Đặt dâm. Cho nó ráo nước. Ừ, chứ bốc khói luôn á. Nóng 70 mấy độ mà. Chưa luôn hả? Hồng đào hả? Trứng hồng đào. Chắc là chưa chín lần. Chưa chín rồi. 22 phút rồi. 22 phút nửa tiếng, tầm nửa tiếng. Luộc nửa tiếng là nó chín tới luôn. Ừ. Báo không báo không? Họ làm đi với con đường này thật sự là rất là mát luôn, rợp bóng mát, thư giãn, thoải mái. Đây, thành phần khoáng chất từ dòng khoáng nóng Bình Châu, nước khoáng thiên nhiên mineral Bình Châu có khoáng quá cao thuộc loại silica fluorua, xếp loại là rất nóng với loại hình là hóa học chlorinati. Đây, phân tích về hóa học thành phần của số khoáng nóng này cả nhà. Thì có nhiều thành phần đó là tốt cho sức khỏe. Mình họ làm những cái chỗ để mình ngâm chân rồi để relax và massage. Và trong đây thì có những nơi để mà mình tắm khoáng bùn. Đây là công dụng chữa bệnh của suối nước nóng. Các nghiên cứu địa chất cho thấy thành phần của khoáng nóng tại suối nóng Bình Châu có thể so được các loại nước suối nổi tiếng khác trên thế giới, điều trị được một số bệnh như cổ trướng, nhiễm độc mãn tính, các bệnh ngoài da, các bệnh về xương khớp, bệnh thần kinh hay tim mạch. Đó. Công dụng mà chữa bệnh. Ở bên đây mình cũng thấy nó sôi ùn ùn luôn nè, suối nước nóng á. Những cái mạch nước nè, mình thấy nè. Trời, nước sôi ụt 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 luôn. Đây có bảng cảnh báo. Nguy hiểm, nước rất là nóng. Khu vực này rất là nóng luôn. Và bạn có biết là suối nước nóng Bình Châu là được công nhận là thành viên từ năm 2018 của Hiệp hội trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Mình thấy là nước nó sôi sùn sụt sùn sụt sùn sụt luôn. Xuống đó là nó luộc chín mình luôn. Cho nên nó là rất là nguy hiểm. Mạch nước khoáng phun trào đến khi nào? Không ai có thể trả lời chính xác, ngay cả những nhà khoa học am hiểu nhất. Mạch nước khoáng Bình Châu tuy nhỏ nhưng chảy liên tục. Giá trị thảm thực vật bán khô hạn như Bình Châu. Sự khô hạn và biệt lập của khu vực Bình Châu này dẫn đến sự phát triển các quần thể thực vật độc đáo. Thảm thực vật vùng bán khô hạn có giá trị cao và có thể trở thành nguồn tài nguyên dự trữ để khôi phục lại các khu vực có nguy cơ bị sa mạc hóa do biến đổi khí hậu. Đó, mình đi đến đây rồi mình phải tìm hiểu cái mạch suối nước nóng này, coi như là nó âm ỉ nóng vậy luôn, không bao giờ mà nó ngừng. Welcome to Bình Châu. Nó mình đang đứng là ở khu vực tắm bùn. Ở đây thì tham quan là các khu vực đó là tắm khoáng nóng, khu vườn Nhật, hồ khoáng lớn nhất Đông Nam Á và khu VIP. Đó, bây giờ mình sẽ đi khu vườn Nhật và hồ khoáng nóng Đông Nam Á là khu C và khu D. C và D. Đây. Đó, họ làm những cái chiếc cầu đi vòng theo cái suối nước nóng như thế này. Đó, mình nhìn những cái mạch suối nước nóng là nó âm ỉ bên dưới. Hữu Thiện đứng gần đây mà cái cảm giác đó là cái hơi nóng đó là nó xông lên mặt mình luôn. Cảm giác nóng bức. Mà nhiệt độ ngoài trời thì thời tiết hôm nay thì cũng nóng nữa. Mà đi vào suối nước nóng nữa. Trời ơi, nước rất nóng, nguy hiểm. Có những cái biển cảnh báo nè. Nước nóng như thế này thì làm gì có con gì mà nó sinh sống được. Nè, cả nhà xem những cái mạch nước nóng nè. Nó sôi ụt ụt ụt. Nó mình nhìn thấy những cái mạch nước của nó nè. Nó sôi sôi ụt 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 luôn. Giống như mình đang đun sôi nước vậy. Đó, cái chỗ cái nước khoáng nóng này thì làm vòng quanh những cái con đường đi vòng quanh cái suối khoáng nóng này thì mình có thể là đi tham quan. Bên dưới thì mình nhìn thấy cái mạch nước thì rất là trong, chỉ có những cái lá cây nó rụng xuống thôi. Nó rụng xuống là nó chín lá luôn.
nóng lắm. Hữu Thiện đứng đây mà cảm giác là cái nước nó sọc lên mặt mình. Và có những cái cây tràm, những cái cây tràm đó thì sức sống của nó rất là tốt và rất là mãnh liệt, tại vì cái bộ rễ của nó thì nó chịu được cái nhiệt độ nóng của nơi này, cho nên nó là mình nhìn thấy là xung quanh là những cái cây tràm được. Cây đó thì sinh sống ở nơi này được. Khu vực của nó thì ở những cái rừng ngập mặn và ở suối nước nóng này. Cho nên nó là nó có thể là sống ở tại khu vực này. Nó cái suối nước nóng này nó rộng lắm cả nhà. Nó ho lại một con đường đi vòng quanh qua tới đây luôn nè. Trời ơi, tới đây đó mình nghe cái hơi nước nó sọc lên mặt nóng lắm luôn á. Nóng. Này phải đi vào mùa mát thôi chứ giờ trời nắng nóng mà vô đây nó trời ơi. Đi xuống nước nóng nó nóng kinh khủng luôn. Này cây tràm nè. Những cây này mới sống ở đây được, cái vỏ tràm. Cái vỏ tràm này thì họ có thể là lấy vỏ làm tập phở đâu. Còn cái cây của nó thì làm gỗ của nó thì để lấy gỗ như là làm cừ đâu, rất là chắc và rất là tốt. Và cái nhờ cái bộ rễ của nó khỏe, nó có thể sinh sống và nó chịu đựng cái sức nóng của suối nước nóng này. Cho nên mình nhìn thấy xung quanh thì chỉ có cây tràm sống được thôi. Toàn bộ ở đây đó là cây tràm hết. Nghe chim hót được ha. Đi mà nghe chim hót được. Nghe con này con kia nó hót líu lo khu vực rừng mà. Mấy con chim nó cũng hót ở đâu xa xa chứ nó không có dám vô đây nó bay lượn. Lỡ mà nó bay lượn ở trong đây đó là vừa luộc trứng mà vừa luộc chim luôn. Là chết chim luôn. Cho nên là mình chỉ nghe nó hót ở đâu xa xa thôi. Chứ nó không có dám bay trong đây. Nó bay trong đây mà nó lỡ nó vui chơi, nó nhảy múa ha. Trời ơi trời. Nó mà nó rớt xuống cái suối nước nóng này nó thành thêm một món nữa. Một món chim luộc. Ngoài món trứng luộc còn có món là chim luộc. Ở đây có những cái bạn họ đi vớt rác ở khu vực này. Hai em. Coi như là mình giữ cái môi trường xanh sạch cho nơi đây để du khách tới cảm thấy là Hữu Thiện thì tới đây thật sự thấy rất là sạch, cảm giác rất là thoải mái và rất là thư thái. Về tới đây đó là khu rừng mà bảo tồn, họ bảo tồn mà khu rừng nguyên sinh rất là tốt, gìn giữ cái nét hoang sơ của khu rừng để cho mình có cảm giác là nó mát hơn. Đó thì khách nghỉ qua đêm, khu vực rất là yên tĩnh và rất là đẹp luôn. Đây có spa, vật lý trị liệu rồi. Nếu như mà khách mình muốn trải nghiệm lưu trú tại đây, ở đây có khu vực tập gym nữa nè. Nếu như khách mà mình có trải nghiệm lưu trú tại đây thì sẽ có một cái cảm giác nghỉ dưới khu rừng, dưới những cái tán cây, rất là mát luôn. Nếu mình đi trong khu vực này thì thấy rất là mát. Có biển chỉ dẫn nè. Đó là khu vực nghỉ ngơi dành cho gia đình rồi. Mình tới mình nghỉ ngơi tại cái khu resort này. Họ trồng rất là nhiều loại cây tạo bóng râm và bóng mát, làm cho cảnh quan thiên nhiên nơi này thì vô cùng là tươi đẹp luôn. Rất là mát mẻ. Trong đây thì có xe điện, họ chở mình đi một vòng. Hữu Thiện thì rất là thích đi bộ để mình xem, mình nhìn ngắm, mình trải nghiệm. Chứ xe điện chạy cái vùng cái không có ngắm, không có kịp ngắm, không có kịp chia sẻ gì cho cả nhà mình. Cho nên nó là mình thích đi bộ như thế này, đi bộ thật là dễ. Thích hợp mình mang những cái đôi giày như thế này để mình có thể đi được nhiều hơn.
Đây, lối đi vào công viên rừng. Phía trước có hai chậu cây màu vàng, như cô Lễ Tân đã chỉ mình đi vào. Vào con đường này rất là mát. Mình đi dưới đây thì có những cái tán cây rất là mát luôn, họ làm nó con đường mòn để cho mình vào đi bộ tham quan cái khu rừng. Rất là mát luôn. Vào trong đây mà mắc cái võng nằm nó thôi, trời ơi nó mát rượi. Trong đây thì có xe đạp để mình có thể đạp đi trong này. Mình có thể liên hệ Lễ Tân và mình thuê xe đạp mình đi. Trong này mình vào trong này mình ngắm lan nữa. Trong đây thì có những cái tiểu cảnh như là cánh đồng hoa, rồi câu cá sấu và cưỡi ngựa. Cái ngựa thì đi qua bên này. Cánh đồng hoa với câu cá sấu thì đi qua bên này. Hoa thì cũng chỉ là như thế này thôi. Các loại hoa, hoa hồng. Cánh đồng hoa này cả nhà. Khu vực này thì trồng các loại hoa. Màu hồng, màu vàng, màu trắng, màu đỏ. Tất cả các loại hoa. Mà nắng quá bên đây đường nó héo hết luôn à. Người mình còn muốn héo đây, huống gì là các loại hoa đây. Rất là đẹp. Đây có những cái chậu cây mai đây nè. Cây mai này thì sắp Tết đến thì nó sẽ nở hoa rất là đẹp luôn. Hoa mai vàng, mai chiến thủy rồi. Cây kiển. Có nhiều loại cây kiển lắm. Hữu Thiện thì thích các loại cây kiển lắm. Mai này nó có nụ rồi nè cả nhà. Khu vực này nó là rộng, trong đây rộng, vừa nghỉ ngơi nghỉ dưỡng rồi safari đi dã ngoại rồi. Vào trong đây ngồi ở đây ăn uống rồi là đã luôn. Cảnh thì đẹp lắm. Dưới đây có khu vực hồ nên mình có thể đi ra ngoài đây này. Đẹp. Những cặp đôi rồi đi ra đây ha, chụp những tấm hình họ tạo kiểu rồi rất là đẹp. Tại vì họ làm những cái cánh đồng hoa như thế này để cho mình chụp ảnh. Đó, mình thấy có rất là nhiều loại hoa luôn. Hoa phe sắc, hoa này thì màu đỏ phe sắc giữa trời nắng như thế này thì rất là đẹp. Hoa trồng cũng có nhiều loại hoa nữa. Đây cánh đồng hoa mà. Nhìn hoa mình nhớ tới Đà Lạt rồi. Đủ màu hết. Xanh, đỏ, tím, vàng. Trời ơi, đây có cây đu đủ sai quá. Này, cây đu đủ nè cả nhà. Quá trời sai trái luôn nè. Cái cây thì nó lụng tè thôi, nó có chút xíu thôi mà trái nó sai nè. Cái này cầu mấy trăm trái mà. Cái gốc nó có chút xíu là ngắn ngủn à. Mà nó xa trái quá trời luôn. Đây là có mấy cây hoa mồng gà đâu. Tươi tốt. Hoa dừa đâu. Đây thì gió mát lắm.
rộng mênh mông luôn. Ở đây họ tạo kiểu cho mình chụp hình luôn. Nó thì Hữu Thiện cũng đi hết trong này để mình đi và mình chia sẻ những cái hình ảnh, cái khung cảnh ở trong đây. Nhiều khi đó là nhiều du khách vô đây mình thấy xa quá mình ngán, nhưng mà mình có thể là mình có thể chọn xe điện để mình đi vào trong này, mình tham quan, mình chụp hình ở trong khu vực này. Có những cái cầu để mình xuống đó nè. Tại vì thiên nhiên ở trong này thì nó còn rất là hoang sơ. Và trong đây thì trải nghiệm ngắm cảnh, Hữu Thiện thì rất là thích về với thiên nhiên nữa. Đẹp, tạo cảnh rất là đẹp. Ở trên thì có hoa, ở dưới thì có nước. Mình đi một vòng, mình ngắm cảnh nè. Đẹp. Trời nắng nóng chứ mình cũng cảm thấy là nó mát rượi trong khu vực này. Nó chim cò đâu bay nè. Thiên nhiên ưu đãi, mát mẻ. Đi dưới đây thì rất là mát luôn. Mình trái cái gì ta? Cái bầu hay gì? Nắng quá nó dập, nó không có ra hình hài trái gì luôn.